kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, à, tôi xin phép được trình bày cái bài báo cáo về cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện. thì như quý vị đồng nghiệp đã biết và cái phần bài trình bày của Phó giáo sư Dũng thì chúng ta cũng biết rằng là cái viêm phổi bệnh viện từ năm 2016 trở về trước thì nó có một khái niệm gọi là viêm phổi liên quan đến chăm sóc y tế. Nhưng mà sau cái hội nghị ADSA năm 2016 thì nó đã bỏ cái khái niệm đấy rồi. Và bây giờ viêm phổi bệnh viện thì nó có hai cái định nghĩa. Một là về viêm phổi bệnh viện và thứ hai là viêm phổi liên quan đến thở máy và viêm phổi bệnh viện thì về định nghĩa là một cái tiến triển sau 48 giờ bệnh nhân nhập viện và không có cái biểu hiện hoặc ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng ta biết rằng là rất để mà mình phân biệt ranh giới rạch ròi cái tiêu chuẩn này nó cũng không phải là dễ dàng cho nên là nhiều những cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện đã được chẩn đoán quá mức. Và viêm phổi uh, thở liên quan đến thở máy thì với cái khái niệm là tiến triển sau hơn 48 đến 72 giờ uh, ở những cái bệnh nhân là đặt nội khí quản và phải thở máy và viêm phổi bệnh viện thì như quý vị biết đây là một trong những cái tử thần nhưng mà nó không thầm lặng, nó diễn biến rất là rầm rộ và đặc biệt rằng là với các bác sĩ lâm sàng chúng ta ở những cái bệnh nhân mà bệnh mãn tính nhập viện thì cái việc mà sợ nhất là bệnh nhân bị nhiễm trùng bệnh viện vì là khi mà bệnh nhân nhiễm trùng bệnh viện thì cái điều trị nó rất là khó khăn và đặc biệt là uh, bây giờ với cái tình trạng hiện tại thì cái tình trạng mà kháng kháng sinh nó là một trong những cái vấn đề mà nổi trội uh, và với cái tình trạng viêm phổi bệnh viện thì qua các nghiên cứu thì người ta thấy rằng là uh, những cái ca viêm phổi bệnh viện hàng năm thì là từ 250 đến 300 triệu ca theo ước tính và trong đấy thì độ khoảng 26% những trường hợp mà nhập ở ICU thì là nhiễm khuẩn bệnh viện và cái tỷ lệ tử vong của viêm phổi bệnh viện thì là chiếm độ khoảng từ 30 đến 70% để tùy theo nghiên cứu và cũng tùy theo cái uh, nguồn lực và điều trị ở trong bệnh viện và với cái điều trị nhiễm uh, khuẩn bệnh viện thì nó cần những cái uh, chi phí nó đội hơn rất nhiều so với cả uh, những cái bệnh uh, thông thường và về các yếu tố nguy cơ của viêm phổi bệnh viện thì các tài liệu người ta đã chứng tỏ rằng là gì à, những cái yếu tố nguy cơ mà các bác sĩ phải chú ý đến và phải cảnh giác đến trường hợp mà bệnh nhân có tuổi cao những cái bệnh nhân mà bệnh mãn tính và trong chuyên ngành hô hấp của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là giãn phế quản à, rồi thì à, là những cái trường hợp mà rất dễ nhiễm mắc viêm phổi bệnh viện với những cái trường hợp mà vào đợt cấp cho nên trên thực tế lâm sàng chúng tôi những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính nếu mà tình trạng bệnh nhân ổn rồi là phải cho ra viện ngay chứ nếu mà vì là bệnh người nhà xin rồi thì người nhờ vào mà mình cho nằm thì có thể một hai ngày sau là những cái bệnh nhân đấy đã trở thành là viêm phổi bệnh viện rồi thì cái này là cái mà chúng ta cũng 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 hết sức phải cảnh giác rồi những cái trường hợp mà viêm phổi hít phải những cái bệnh nhân mà phải nằm liệt rồi rối loạn những cái nuốt những trường hợp mà phẫu thuật bụng hoặc là phẫu thuật ngực vì bác à, về bác sĩ chuyên khoa chúng ta thường xuyên phải nhận những cái bệnh nhân chuyển từ cái khoa ngoại xuống vì là viêm phổi à, trong cái thời gian nằm viện và đây cũng là một trong những cái khó khăn vì cái bệnh nền người ta đã nặng rồi lại kèm theo viêm phổi nữa À, những cái bệnh nhân mà với cái điều trị nền phải đặt catheter à, tĩnh mạch hoặc là theo dõi áp lực nội sọ liên tục à, điều trị kháng sinh dài ngày và đặc biệt là sử dụng những cái kháng sinh phổ rộng và cái này thì chắc chắn là ở những cái bệnh viện mà đặc biệt là những bệnh viện tuyến trên thì là à, chúng ta thường xuyên là là gặp phải những bệnh nhân đa chấn thương liệt và suy dinh dưỡng thì đây là những cái yếu tố ở trên ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ bị viêm phổi bệnh viện về căn nguyên vi sinh thì đây là một cái thách thức lớn và đây chính là những cái lý do làm cho cái tăng cái tỷ lệ tử vong và tăng cái chi phí điều trị và các cái nghiên cứu thì thấy rằng là cái thời gian cái thời điểm mà bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện thì nó cũng là cái yếu tố mà giúp cho các bác sĩ tin lượng về cái căn nguyên vi sinh thì ở đây với cái điểm cắt là 7 ngày khi nhập viện tức là người ta nói là viêm phổi bệnh viện ở giai đoạn sớm thì chúng ta nhìn cái liệt kê những cái vi khuẩn thì chúng ta thấy rằng là nó có vẻ như là dễ chịu hơn còn khi mà những đối tượng bệnh nhân nằm dài hơn 7 ngày thì thường gặp những cái vi khuẩn, chỉ khuẩn mù xanh rồi klebsiella uh, sinh ra những cái men men uh, beta lactam mà phổ rộng vân vân thì uh, chúng ta cũng thấy rằng là cái cái thời điểm mà bệnh nhân xuất hiện viêm phổi bệnh viện cũng là một cái yếu tố mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta uh, quan tâm. À, và đặc biệt là những cái vi khuẩn đề kháng kháng sinh uh, trong viêm phổi bệnh viện ví dụ như là uh, step, uh, phế cầu kháng penicillin rồi tụ cầu và tụ cầu kháng với cả methicillin rồi trực khuẩn gram âm và đặc biệt là cái nhóm mà nó sinh ra cái men beta-lactam và phổ rộng uh, ESBL À, và có rất nhiều những cái nhóm vi khuẩn khác và chúng ta thấy rằng là cái tình trạng kháng kháng sinh. À điểm qua một số những cái nghiên cứu gần đây à, về những cái nghiên cứu về căn nguyên vi sinh ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là còn rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên gần đây thì à, cũng đã có những cái nghiên cứu à, về đặc điểm về căn nguyên vi sinh ở trong à, viêm phổi bệnh viện thì à, chúng ta thấy rằng là một cái nghiên cứu công bố vào năm với cái số liệu năm 2015 16 ở tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, trở rẫy, Bình dân là những cái bệnh viện mà à, có cái tỷ lệ viêm phổi bệnh viện cũng của cao thì chúng ta thấy rằng là 54% đấy là uh, Bomy và và độ khoảng 30% đấy là trực khuẩn mù xanh và các Klebsiella uh, sau đấy là Klebsiella 9% uh, và các vi khuẩn khác gặp với tỷ lệ ít hơn và với các bác sĩ lâm sàng chúng ta khi mà thấy có uh, Acinobacter Bomy và trực khuẩn mù xanh là một trong những cái vấn đề chúng ta thấy là ngại ngại cái vi khuẩn bệnh viện rất là uh, khó chịu và đặc biệt là tỷ lệ cái đề kháng của Bomani à, đối với các nhóm kháng sinh thì qua nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là với cái số liệu là 74 bệnh nhân vào năm 2015, 169 bệnh nhân vào năm 2016 thì tỷ lệ kháng của Bomani là gần trên 90% ở trong cái nghiên cứu này. Đúng không? Với và đặc biệt là những cái kháng sinh mà chúng ta thấy rằng là bây giờ với viêm phổi bệnh viện là với cái gai lai à, chúng ta dùng thì đấy là Cipro rồi Meronem, rồi và Amikacin là nó cũng kháng cao rồi ạ. À, trừ khuẩn mù xanh thì sao? Trừ khuẩn mù xanh thì cũng thấy là kháng khoảng uh, sấp xỉ 30% trong những cái kháng, nhóm kháng sinh mà chúng ta vẫn dùng với cái guideline hướng dẫn là những trừ khuẩn mù xanh. Và Klebsiella thì cũng thấy là trên 25% uh, thì với những cái kháng sinh thông thường thì rõ ràng là với cái việc mà tình hình đề kháng kháng sinh với những cái vi khuẩn bệnh viện thì uh, số liệu của các bệnh viện của Việt Nam chúng ta là chúng ta thấy là đáng lo ngại. À, với một cái uh, báo cáo vào năm 2016 về đánh giá cái đề kháng trừ khuẩn mù xanh và Acinobacter bacitracin với các ba bên em thì thấy là cái tốc độ đề kháng các ba bên em đang gia tăng và tương đương nhau ở tại năm cái bệnh viện và trong nghiên cứu đấy là Nguyễn Tri Phương Nhân dân gia định Chợ rẫy Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai thì đây là những cái con số mà uh, chúng ta thấy rằng là rất khó khăn trong cái điều trị trong cái viêm phổi bệnh viện và cái với cái guideline hướng dẫn thì ta thấy rằng là những cái đối tượng nào là những cái đối tượng mà nguy cơ mắc cái viêm phổi bệnh viện mà có vi khuẩn đề kháng kháng sinh thì uh, nguy cơ mắc viêm phổi đề kháng kháng sinh đấy là những cái bệnh nhân mà có đã có cái tiền sử nhập viện 48 giờ trong vòng 90 ngày trở lại đúng không? Người ta tính là 4 điểm. Uh, những cái bệnh nhân ở trong nhà uh, ở cho, uh, trong nhà điều dưỡng rồi lọc máu chu kỳ và bệnh nặng thì đây là những cái tiêu chí mà chúng ta thấy rằng là nó có tiên lượng là đề kháng kháng sinh. Và để chẩn đoán viêm phổi bệnh viện thì theo ADSA năm 2016 và với cái hướng dẫn của Hội hô hấp Việt Nam cũng như là Hội hồi sức cấp cứu thì vào năm 2017 thì cái tiêu chuẩn về viêm phổi bệnh viện là sau 48 giờ nhập viện thì bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng về lâm sàng và cận lâm sàng. Một là bệnh nhân có ít nhất một trong số các triệu chứng đấy là sốt 38 độ hoặc là nhiệt độ lại hạ 36 độ và không tìm thấy tất là loại trừ các nguyên nhân khác. Rồi bạch cầu thì dưới 4 gigalit. Bệnh nhân có thể thay thay đổi ý thức mà không rõ căn nguyên và có thể uh, có ít nhất hai trong các dấu hiệu là những cái biểu hiện của uh, cái tình trạng uh, bệnh lý ở đường hấp đấy là đờm mủ hoặc đờm thay đổi màu sắc ho khó thở tăng lên và khám phổi thì thấy có cái van bệnh lý và uh, ở những trường hợp bệnh nhân nặng thì có thể thấy dấu hiệu mà khí máu xấu đi về triệu chứng chẩn đoán hình ảnh thì hình ảnh gợi ý những cái tổn thương à, dẫn đến viêm phổi như hội chứng đông đặc phế nang hoặc là những cái thâm nhiễm mới hoặc nặng lên à, so với những cái tổn thương cũ thì à, đây là những cái tiêu chuẩn mà à, với cái khuyến cáo thì thấy rằng là đây là cái tiêu chuẩn mà à, trần đoán à, viêm phổi bệnh viện à, về tìm về cái chẩn đoán cái nguyên nhân căn nguyên thì chúng ta thấy rằng là à, cái việc mà tìm cái căn nguyên vi khuẩn trong cái bệnh phẩm đờm ở viêm phổi bệnh viện thì nó cũng không phải là dễ dàng vì rõ ràng là trên thực tế lâm sàng là chúng ta sẽ có thể gặp bị tạp nhiễm rồi uh, cấy đờm có thể không tìm thấy vi khuẩn vì là thường những cái bệnh nhân này đã dùng uh, kháng sinh trước đó thì đây là cái việc mà tìm kiếm cái căn nguyên vi sinh trong cái viêm phổi bệnh viện thì nó không phải là dễ à, và xét nghiệm về kháng nguyên virus cúm a cúm b uh, có giá trị uh, khi mà có dịch thì uh, có một bài trình bày rất là uh, cập nhật của tiến sĩ Hương vừa nói. Thế thì rõ ràng trên lâm sàng chúng ta thấy xuất hiện sốt ở những cái bệnh nhân đang nằm viện thì bao giờ cái phản xạ lâm sàng chúng ta cũng phải làm một cái test cúm. Đặc biệt là trong cái phòng đấy tự nhiên lại xuất hiện một vài bệnh nhân có sốt chẳng hạn thì cái đấy là cái mà phản xạ lâm sàng chúng ta cũng phải nghĩ đến để loại trừ những cái trường hợp mà không cứ nghĩ là sốt khi nằm viện là viêm phổi bệnh viện thì nhiều khi là mình cũng là chẩn đoán quá mức. À, và những cái tiến bộ mới trong chẩn đoán cúm thì chúng ta cũng đã được cập nhật rồi và và còn có những cái uh, tìm những cái kháng nguyên khác ví dụ như tìm thấy kháng nguyên về phế cầu rồi lây ra trong nước tiểu và tuy nhiên là trên thực tế lâm sàng hiện tại các bệnh viện Việt Nam thì cũng không phải là ở cơ sở y tế nào cũng có thể dễ dàng mà có được về nguyên tắc điều trị kháng sinh trong cái viêm phổi bệnh viện thì kháng sinh phải dùng sớm nhất nếu có thể được và ở đây người ta cũng mở đóng hoặc cái ý đấy là nếu mà trong trường hợp bệnh nhân tình trạng sốc có biểu hiện sốc thì ta phải dùng trong vòng 1 giờ và điều trị kháng sinh ban đầu thì theo kinh nghiệm vì rõ ràng tìm cái căn nguyên vi sinh nó không phải là dễ và kháng sinh được chọn thì phải phủ được các vi khuẩn có khả năng là tác nhân gây bệnh chọn kháng sinh ban đầu thì phụ thuộc vào mức độ nặng của viêm phổi và đặc biệt là cái yếu tố nguy cơ mà các bác sĩ phải cân nhắc trên lâm sàng xem bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng hay không và đặc biệt nữa là gì về cái liều lượng và cách dùng thuốc thì phải tuân thủ theo cái nguyên tắc về dược động học và dược lực học của 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 thuốc thì cái này là cái mà uh, lâm sàng chúng ta bây giờ phải hết sức lưu ý và phải có sự gắn kết giữa uh, các khoa ở trong bệnh viện thì có thể giúp được uh, chọn lựa những cái liều lượng và cách dùng thuốc để nó tốt cho bệnh nhân và phải có cái, cái tiêu chuẩn về điều chỉnh kháng sinh khi mà có kết quả xét nghiệm vi khuẩn và kháng sinh đồ thì cái này nó cũng giống như là những cái à, gọi là những cái hướng dẫn khi mà chúng ta tiếp cận những cái nhiễm trùng đấy là chúng ta sẽ phải à, đánh giá cái hiệu quả kháng sinh xem là với cái phác đồ điều trị kháng sinh như vậy thì cái tình trạng lâm sàng có ổn không và bệnh nhân đáp ứng hoặc không đáp ứng thì chúng ta cũng đã có những cái để xử lý để kịp thời À, và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà không đáp ứng với điều trị kháng sinh đang dùng mà nó phù hợp với kháng sinh đồ thì một cái điều đấy là gì mình phải tìm xem là mình lại phải xét nghiệm lại căn nguyên vi sinh tức là mình đã thấy rằng là cái kháng sinh mà mình đang dùng nó phù hợp rồi nhưng mà tại sao trên lâm sàng bệnh nhân vẫn cứ tiếp tục sốt thì người ta thấy rằng là phải làm lại tìm lại cái căn nguyên vi sinh và đặc biệt là phải tìm xem có các ổ dị bệnh khác là cái căn nguyên mà gây sốt hay không thì cái đấy là cái mà mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải lưu ý chứ không chúng ta cứ thấy bệnh nhân sốt lại phải vội vàng đi 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 đổi kháng sinh thì mà chưa tầm soát những cái đấy thì có thể là trong một trong những cái mà mình mình định hướng nó chưa được đúng. Và cái thời gian mà dùng kháng sinh thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái uh, vi khuẩn gây bệnh và đặc biệt là cái cơ địa của bệnh nhân và theo những cái gai lưỡi hướng dẫn thì có thể là từ 7, 15 hoặc là 21 ngày. Và việc ngừng kháng sinh thì phải đáp ứng với lâm sàng và với những cái khuyến cáo gần đây thì người ta thấy rằng là uh, cái, cái 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 chỉ số brocacitonin thì cũng là một trong cái chỉ số mà có ý nghĩa để giúp các bác sĩ lâm sàng tự tin hơn trong cái việc mà dừng kháng sinh bên cạnh đấy thì cái viêm phổi bệnh viện trên những cái bệnh nhân mà bệnh nền thì phải đảm bảo những cái điều trị khác kèm theo để chăm sóc toàn diện và sẽ giúp tăng cái hiệu quả điều trị và điểm qua về những cái hướng dẫn về điều trị kháng sinh thì đây là hướng dẫn của Bộ Y tế à, và năm 2015 thì chúng ta cũng có cái phác đồ điều trị à, và nghĩ đến cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện muộn mà có nguy cơ bị đa kháng ở mức độ nhẹ và vừa à, thì các vi khuẩn nghĩ đến là có thể là do phế cầu à, rồi có thể là hemophilus influenza E. coli, Klebsiella thì cái cái phác đồ và điều trị kháng, theo kháng sinh kinh nghiệm đấy là à, sẽ dùng những cái bệnh nhân à, những cái kháng sinh mà Cephalosporin thế hệ 3 hoặc hoặc là Cephalosporin thế hệ 4 à, hoặc là dùng cái nhóm tazobactam phối hợp với piperacillin à, hoặc là dùng nhóm carbapenem à, phối hợp với quinolone và vancomycin hoặc linezolid thì đây là những cái phác đồ mà à, có hướng dẫn của Bộ Y tế à, từ năm 2015. À, và với các chủng mà siêu kháng thuốc thì à, à, các phác đồ phối hợp thì có thể dùng carbapenem rồi ampicillin, ampicillin Uh, colistin phối hợp với ampicillin và sulfamethazine thì đây là những cái uh, guideline hướng dẫn về chúng ta thấy rằng là uh, với những cái vi khuẩn đã kháng thuốc thì colistin thì uh, mặc dù là nó cũng đã đề kháng nhiều nhưng mà vẫn là một trong những cái vũ khí để các bác sĩ chúng ta có thể điều trị trong trường hợp mà viêm phổi bệnh viện. À, và đặc biệt nữa là colistin ở đây thì người ta thấy là không được dùng đơn độc và phối hợp với các ba bên em kinolone, à, và rifampicin kể cả vi khuẩn đa kháng và đặc biệt là cái việc mà à, mà đánh giá cái dược động học dược động học là rất rất quan trọng trong trường hợp này. À, với cái hướng dẫn mới vào năm 2017, 17 của hội hấp Việt Nam và hội Sư cấp cứu và chống độc Việt Nam thì các quý vị cũng đã cập nhật với người ta chia ra những cái mức độ là viêm phổi bệnh viện mà không mức độ nặng và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng cũng như là viêm phổi bệnh viện nặng hoặc có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng và những cái trường hợp viêm phổi bệnh viện mà có uh, nghi ngờ là có thể chưa loại trừ được cái uh, nguy cơ nhiễm tụ cầu kháng methicillin thì cái này là cái mà uh, phát đồ uh, hướng dẫn của uh, của hội uh, Hội Việt Nam cũng nhiều hồi sức cấp cứu đưa ra những khuyến cáo để giúp các bác sĩ điều trị. Và đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là cái tình trạng quá tải tại viện ở những cái bệnh viện lớn. Thì cái việc mà chúng ta bệnh nhân gặp viêm phổi bệnh viện rồi viêm khuẩn đa kháng là một trong những cái thách thức đối với cả các bác sĩ lâm sàng. Và với những cái trực khuẩn gram âm mà đa kháng thì cũng đã có những cái phác đồ để hướng dẫn. Ga-lai hướng dẫn như là phối hợp giữa uh, Acinobacter thì sẽ là phối hợp với colistin, phối hợp với imipenem hoặc meropenem, rồi uh, E-coli, uh, klebsiella và những cái trừ khuẩn gram âm mà sinh ESPL um, thì uh, cũng đã có những cái phác đồ để giúp các bác sĩ lâm sàng chúng ta uh, ứng dụng uh, trên lâm sàng và với những cái phác đồ và đặc biệt là những cái thách thức trong cái căn nguyên vi sinh của viêm phổi bệnh viện như vậy thì cái việc mà tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện là rất rất quan trọng thứ nhất là trong dùng kháng sinh thì chúng ta phải, phải dùng sớm và kháng sinh ban đầu thì điều trị theo kinh nghiệm và thứ hai nữa là phải đúng thuốc và đặc biệt là đúng cách thì cái việc mà sớm thì dễ rồi đúng thuốc đúng thuốc thì đấy là hoàn toàn theo kinh nghiệm nhưng mà mình cũng không kiểm soát được cái căn nguyên vi sinh tuy nhiên là cái việc chúng ta chọn kháng sinh thì cái việc dùng đúng cách đúng kháng sinh theo dược động học dược được học là rất rất quan trọng vì cái liều thuốc của bệnh nhân phải căn cứ vào về đặc điểm của người bệnh về tuổi cân nặng rồi chức năng gan thận và các biện pháp điều trị đang sử dụng và đặc biệt là cái loại thuốc kháng sinh và trong cái phần của phó giáo sử dụng cũng đã trình bày rất rõ đấy là khi mà mình dùng thì cái liều dùng và cái đường dùng là các bác sĩ phải quan tâm cái nhóm kháng sinh của chúng ta dùng là kháng sinh phụ thuộc thời gian hay là kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì các bác sĩ phải hết sức lưu ý và đặc biệt là với cái khuyến cáo người ta nói là sử dụng cái liều nạp À, một số kháng sinh thì cần phải sử dụng liều nạp để nhanh chóng cái đạt nồng độ đích thì cái này là mình phải tuân thủ theo đúng chứ mình không có cứ ngày nào cũng giống ngày nào thì sẽ rất là khó và với à, với trung tâm mỗi bệnh viện ánh mai thì cũng là một cái cơ sở mà chúng tôi gặp những cái trường hợp mà viêm phổi bệnh viện rất là nặng và rất là khó và uh, chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta dùng uh, với cái tình trạng đa kháng kháng sinh với cái việc là kháng rất nhiều thuốc của kháng sinh hiện tại thì cái việc mà phối hợp uh, giữa các khoa lâm sàng À, về vi sinh dược lâm sàng và à, các bác sĩ lâm sàng là rất rất quan trọng và à, vi sinh và dược lâm sàng thì sẽ trả lời về thuốc à, và liều và đặc biệt là dược lâm sàng sẽ đưa cho các bác sĩ về cái cách dùng đường dùng và à, liều thuốc xem có đủ hay không à, tính xem cái nồng độ à, thuốc ở trong máu đúng không và đặc biệt nữa là gì cái việc tối ưu hóa sử dụng kháng sinh thì uh, chuẩn là mình phải định lượng được cái nồng độ kháng sinh mặc dù kháng sinh tôi chọn như vậy đường dùng tôi như vậy rồi thì nếu mà có điều kiện mình phải định lượng được cái nồng độ kháng sinh thì mới đảm bảo rằng là cái nồng độ kháng sinh nó có đủ hay không để có thể uh, diệt được vi khuẩn và phải cần sự tham gia của uh, các uh, về sự phát triển đồng bộ của những khoa hóa sinh và uh, dùng kháng sinh sớm, kháng sinh theo kinh nghiệm và lựa chọn uh, phụ thuộc vào dữ liệu vi sinh của mỗi cơ sở điều trị và cần phải khảo sát định kỳ, cần phải tuân thủ cái nguyên tắc đấy là thuốc gì, liều và thời gian dùng vào đâu để giải quyết cái cái vấn đề mà tình trạng kháng kháng sinh và đặc biệt là cần phải phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ lâm sàng vi sinh dược lâm sàng và hóa sinh và cái này là cái mà hiện tại bệnh viện bệnh mai chúng tôi làm rất là tốt tức là trong những cái ca mà trường hợp bệnh nặng thì bao giờ cũng có đầy đủ về thành phần hội trận có dược lâm sàng có vi sinh để chúng ta phối hợp làm thế nào để tìm được cái phác đồ tốt nhất tìm được cái cách dùng thuốc tốt nhất cho cho bệnh nhân và cái này là cái mà chúng ta sẽ 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 phải tiến hành thì cũng mới giúp được những cái trường hợp mà viêm phổi nặng À, và trên đây là cái phần trình bày về uh, cập nhật điều trị viêm phổi và trong cái tình trạng mà vi, vi căn nguyên vi sinh và đề kháng và tôi có một số cái kết luận một là viêm phổi bệnh viện là một cái thách thức rất lớn cho các bác sĩ lâm sàng à, tại các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc y tế và cần lưu ý những yếu tố nguy cơ mà vi khuẩn đa kháng à, theo dõi xu hướng kháng thuốc để có những hướng dẫn điều trị thích hợp và khởi đầu kháng sinh kinh nghiệm đúng và phù hợp theo khuyến cáo tránh kháng thuốc lan rộng à, và các ba bên em nhóm 2 phối hợp với colistin làm tăng cái hiệu quả à, của nhiễm khuẩn bệnh viện và biện pháp cơ bản nhất để đối phó với viêm phổi bệnh viện là kiểm soát tốt nhiễm khuẩn thì cái này là cái mà chúng ta biết rồi nhưng mà nhiều lúc là chúng ta biết nhưng mà cái việc triển khai nó cũng không phải là dễ dàng và để điều trị hiệu quả viêm phổi bệnh viện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ lâm sàng, vi sinh, dược lâm sàng và lý tưởng là nếu mà tham gia được của khóa hóa sinh thì mình đánh giá xem là cái hiệu quả thực sự như thế nào và đặc biệt đây là rất cần cái vai trò của điều hành của bệnh viện và trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của tôi xin trân trọng cảm ơn.